đỗ thanh nhà đất bình phước kính chào quý cô chú anh chị chào cả nhà đã quay lại với kênh của thanh chuyên review nhà đất vườn chính chủ sổ sách pháp lý an toàn hình ảnh thực tế giá không ảo không kê hiện tại thanh đang có mặt ở đây là ngay trong một mảnh đất nhà vườn trái cây tặng chuồng trại với tổng mặt tiền của mình là được tới tám mươi mét mặt tiền đường bê tông và đường bê tông của mình ở đây là đường bê tông rộng 5 mét xe ô tô di chuyển thoải mái khu dân cư nhà cửa cũng như đường điện đầy đủ để cho quý cô chú anh chị của mình cùng theo dõi vị trí mảnh đất nhà vườn trái cây hôm nay thanh quay sẽ nằm tại là ấp việt tân xã lộc quang huyện lộc ninh tỉnh bình phước để thanh quay và giới thiệu cho quý cô chú anh chị của mình cùng theo dõi vị trí video hình ảnh thanh quay ở đây là đúng đủ khi quý cô chú anh chị mình lên sẽ được gặp chính chủ cũng như gặp trực tiếp và được gặp địa chính để đo đạc xác minh lại toàn bộ diện tích thanh quay ở đây là đúng đủ nha quý cô chú anh chị của mình hiện tại thanh đang đứng ở đây là ở ngay cái góc 22 mét mặt tiền và cái phía đuôi của mình là chiều dài tới 85 mét so với cái mặt tiền của mình sẽ là nở hậu vì mặt tiền của mình ở đây được 81 mét và đồng thời cái hướng mặt tiền của mình ở đây sẽ là hướng chính nam với một mảnh đất nhà vườn trái cây có tặng chuồng trại và trên tổng cái mảnh vườn thanh quay sẽ có vú sữa, sầu riêng, bơ, dừa và có nguồn thu như là tiêu, si, rất chi là năng suất cũng như chuỗi dài. Cả nhà thấy phù hợp thì liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại, đồng thời là zalo của em là 032 0393937177 hoặc 0362176779 để thành được gặp gỡ và hợp tác với quý cô chú anh chị của mình. Ngoài ra cả nhà đã theo dõi được clip của Thanh Quay thì ủng hộ cho em một nốt like, một nốt chuông cũng như nhấn trực tiếp vào trong kênh của em để ủng hộ cũng như theo dõi những clip Thanh Quay và gửi lên hàng ngày. Dạ đây, tính theo vị trí của tay thanh chị ở đây, đồng thời là cái cạnh từ dưới đuôi. Từ đây của mình chạy dọc theo một chiều ngang thì đuôi của mình sẽ được là 85 mét. Còn từ đây, để quý cô chú, anh chị chạy thẳng lên, cái chiều ở đây gọi là chiều dọc của sổ sẽ được là 22 mét. Bây giờ thanh sẽ di chuyển từ đây để chạy lên ngay cái khu vực nhà, chuồng trại cũng như toàn bộ 81 mét mặt tiền để cho quý cô chú, anh chị của mình cùng theo dõi từ vị trí mà của thanh năng quay ở đây để quý cô chú anh chị di chuyển ra ngay mặt tiền lộ nhựa sẽ dao động vào bán kính là 900m nha cả nhà còn để mình di chuyển ra được đường DT hay còn gọi là đường quốc lộ khu trung tâm trường chợ chạm sẽ dao động vào bán kính là 5km còn từ thành phố Hồ Chí Minh cả nhà mình di chuyển lên sẽ dao động vào bán kính là 130 tới 140 km tùy theo khu vực của cả nhà mình cùng di chuyển Dạ đây, ở trước màn hình thanh quay sẽ tổng cộng là 81 mét mặt tiền. Và ở đây là sẽ có căn nhà của mình. Thanh vừa di chuyển là hết 22 m cái chiều ngang của sổ. Còn từ đây để quý cô chú anh chị chạy thẳng cái mặt tiền đường bê tông rộng 5 m Thanh năng quay ở đây sẽ là 81 mét nha cả nhà. Sổ sách Thanh quay ở đây là bìa hồng cầm tay. Hình thức sử dụng là sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là cây lâu năm với tổng diện tích 1913 mét vuông. Sổ sách pháp lý đầy đủ được chủ gửi tụi em quay bán và mong muốn bán hết toàn bộ mảnh đất, nhà, vườn, chuồng trại, trái cây ở đây chỉ có giá 500 triệu thôi quý cô chú, anh chị của mình. Trước khi mà Thanh di chuyển hết ở đây thì em sẽ di chuyển hết toàn bộ 81 mét mặt tiền rồi Thanh sẽ di chuyển vào trong mảnh vườn trái cây cả nhà sẽ thấy này, sầu riêng, mít, bơ và rất nhiều cây trồng khác. Đây là một mảnh đất Thanh thấy sổ đẹp, mặt tiền nhiều và cũng hợp lý. Thanh sẽ quay để cả nhà của mình cùng theo dõi. nhà đó, đây. Bên đây của mình là mít rất chi là nhiều. Cả nhà sẽ quan sát được nha. Tươi tốt. Cũng như cả nhà cũng đã có xem được hình ảnh Thanh gửi ở trên flycam cho quý cô chú, anh chị của mình có thể xem tổng thể hết được. Ngoài clip Thanh năng quay ở đây thì Thanh mời cả nhà sẽ nhấp tiếp vào trong kênh của em là Đỗ Thanh Nhà đất Bình Phước để tham khảo thêm những video Thanh quay từ đất nền, đất xào, đất kèm nhà. Rất mong sẽ có những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của quý cô chú, anh chị của mình. Dạ đây! tới đây sẽ đồng thời là hết 81 mét mặt tiền Cả nhà sẽ nhìn này Đó của mình sẽ thấy được ngọn của mình Đó là ngọn sầu riêng Và cái ngọn của mít của mình Còn khu vực ở ngoài đây Thì cả nhà sẽ thấy là chủ nhà Để cho cỏ tốt như thế này để Và có hàng rào Để cho mọi người đi vào vườn của mình Nó sẽ không có ảnh hưởng tới mảnh vườn của mình ha Bây giờ thì Thanh sẽ di chuyển vào trong mảnh vườn và sẽ đi xuống cái, cái khu vực của dưới căn nhà cho quý cô chú anh chị của mình sẽ quả quan sát được nha đó lúc nãy là thanh đứng ở ngay khu vực ở ngay ngoài cái mặt tiền đường bê tông còn từ đây là 81 mét của mình chạy thẳng xuống mặt tiền đường bê tông đây của mình sẽ là hướng nam ở đây cả nhà sẽ thấy được mít của mình là nhiều như thế này luôn còn đây là sầu riêng của mình thì toàn bộ ở dưới đây của mình cả nhà sẽ thấy được là có sầu riêng Dừa và toàn bộ cái mặt bằng lô đất thanh quay ở đây là bằng phẳng không nhấp nhô không gồ ghề Toàn bộ trên mảnh vườn của mình là có 8 cây sầu riêng đã được tốt như thế này Và dừa kế bên của mình còn mít thì đã được vào thu chính toàn bộ luôn nha quý cô chú anh chị thì với một mảnh đất có nhà vườn có chuồng trại và toàn bộ vườn cây ăn trái như thanh quay ở đây chỉ bán hết là 500 triệu, sổ của mình là bìa hồng cầm tay 1913 m2 rất đáng để quý cô chú anh chị của mình quan tâm và liên hệ vì sao Thanh sẽ giới thiệu để cả nhà của mình cùng quan tâm Với một mảnh vườn ở đây thì Thanh thấy là chủ nhà của mình là cũng chưa có chăm sóc tốt Nhưng mà khi về với quý cô chú anh chị thì sự chăm sóc thì cả nhà sẽ quan tâm Cũng như là sẽ làm mảnh vườn của mình đẹp hơn Thì lúc đó cái giá trị cả nhà sẽ thấy được nó đẹp hơn rất nhiều nha cả nhà Đây Sầu riêng của mình là tốt cỡ này luôn quý cô chú, anh chị của mình Và sầu riêng ở đây là sầu riêng giống thái nha quý cô chú anh chị đó còn ở đây của mình là một có cả tiêu tiêu này của mình là tiêu silenca cái chuỗi của mình dài tới hơn một gang tay và rất chi là năng suất luôn còn như sầu riêng thanh quay ở đây mình được tối 8 cây sầu riêng to và bự như vậy luôn quý cô chú anh chị của mình này cả nhà cả nhà nhìn cái chuỗi tiêu của mình này đó tiêu này của mình thì có tên gọi là tiêu silenca ha tiêu cả nhà có thể xếp lên các giống tiêu thì giống tiêu này của mình là đang được thích nhất cũng như năng suất nhất nha quý cô chú anh chị của mình đó đây là thanh năng quay trong tiêu còn như quý cô chú anh chị nhìn ra ngay cái mặt tiền ở đây thì toàn bộ của mình là có mít có bơ toàn bộ cái mảnh vườn ở đây của mình đó, hình ảnh video thanh quay ở đây hoàn toàn là thực tế. Khi quý cô chú anh chị mình lên sẽ được gặp chủ và sổ sách của mình ở đây sẽ có địa chính vào đo đạc cắm mốc cắm danh để đảm bảo toàn bộ video hình ảnh thanh quay ở đây là đúng và đủ nha quý cô chú anh chị của mình. Đây của mình là bơ ha. Còn mặt bằng thanh quay ở đây thì thanh thấy rất chi là bằng phẳng luôn ở trên đây của mình thì di chuyển lên thì sẽ có những bụi khóm này quý cô chú anh chị đó đây là sầu riêng của mình ở bên đây sẽ mít thì thanh thấy ở đây uh, cây ăn trái nhiều nhất đó là sầu riêng và mít quý cô chú anh chị đây thì thanh đã di chuyển lại ở đây là cái khu vực chuồng trại chủ nhà sẽ tặng cũng như giữ nguyên cho quý cô chú anh chị của mình đây là nhà tắm nhà vệ sinh của mình ở đây ha đó có nhà tắm, nhà vệ sinh Còn khu vực này của mình cũng có Vườn trái cây ở đây đã di chuyển thẳng lên căn nhà của mình Căn nhà của mình thì Thanh quan sát là một căn nhà tiền chế Ở ngoài cái căn nhà của mình thì cả nhà sẽ thấy được là Có hai cây dừa rất chia là to luôn Dừa này của mình thì Thanh cũng chưa có biết giống dừa là tên gì Nhưng mà theo quan sát thì cái gốc dừa của mình rất chi là bự luôn Quý cô chú, anh chị Đây Bây giờ thì mình di chuyển vào đây xíu nữa nha Đó Đây của mình là không gian mà chủ nhà của mình để đồ Cũng hơi bị tối nha quý cô chú anh chị Đó đây Thanh sẽ quay cả nhà cùng chịu khó nán lại Đây có xe của chủ luôn nè Ở đây của mình là không gian đường trước căn nhà Cũng như cái mặt tiền Thanh đã quay ở kia cho quý cô chú anh chị Của mình cùng di chuyển là cái mặt tiền mà 81 mét còn đây là toàn bộ căn nhà của mình Thì với một mảnh đất mà có sẵn một căn nhà như Thanh Năng quay ở đây Cũng như diện tích là 1913m2 Cũng như là vườn cây ăn trái thì rất đáng để cả nhà của mình cùng tham khảo Đây, căn nhà của mình là sẽ có phòng khách, phòng ngủ đầy đủ nha quý cô chú, anh chị Đó, Thanh sẽ xin phép đi vào quay Hơi tối một xíu cả nhà Cũng hơi... <laughs> đây đó là không gian bếp nước của mình. Phía trong đây là cái không gian buồn ha. Thì Thanh xin phép sẽ không đi di chuyển vào về anh chị chủ đang ở ngoài. Đó thì Thanh cũng quay sơ lược toàn bộ ở trong nhà và toàn bộ cái mặt tiền 81 m của mảnh đất nhà vườn nằm tại ấp Việt Tân, xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho quý cô chú anh chị của mình cùng theo dõi mặt tiền đường bê tông rộng 5 m thì cả nhà được sở hữu tổng cộng là 81 m. Chiều ngang hai bên sẽ được là 22 m. Đuôi của mình nở hậu ra là 85 m. Sổ của mình là phun hồng thổ cư hết toàn bộ. Vườn cây ăn trái thì thanh cũng đã có liệt kê là sẽ có vú sữa, dừa, trôm trôm, bưởi, sầu riêng. Và cũng rất nhiều cây trồng khác Thanh đã quay và giới thiệu tổng thể cho cả nhà mình cùng theo dõi Thì trên mảnh đất nhà vườn hôm nay Thanh quay Cả nhà sẽ được sở hữu và chủ nhà gửi tụi em quay bán Mong muốn bán hết với cái giá là 500 triệu Bao sổ có bớt lọc nhẹ Gặp trực tiếp chủ nhà nha quý cô chú anh chị của mình Dạ thì bây giờ Thanh sẽ di chuyển ra ngay cái mặt tiền đường bê tông để cho cả nhà cùng nhìn lại xíu nữa trước khi Thanh kết thúc video nha quý cô chú anh chị của mình. Từ cái căn nhà của mình á, là đi ra được ngay cái mặt tiền lộ nhựa. Chủ nhà của mình có làm một cái dàn mướp ở đây. Đi ra thì Thanh sẽ cảm thấy là giống như là mình vừa bước trong truyện cổ tích ra đó quý cô chú anh chị mình. Đó, đây. Dạ thì nãy giờ là Thanh đã quay tổng thể 81 mét mặt tiền đường bê tông nhà vườn cây ăn trái nằm tại Lộc Quang, Lộc Ninh cho quý cô chú anh chị của mình cùng theo dõi và cả nhà cũng biết được này đối diện với cái mảnh đất nhà vườn trái cây hôm nay thanh quay sẽ có một mảnh đất vườn sầu riêng trái cây và khu nhà cửa ở đây của mình rất chi là đẹp luôn và thanh cũng xin phép nói rõ nếu mà cái con đường đây của mình mình di chuyển sẽ là con đường không thông nha quý cô chú anh chị nhưng mà đặc biệt ưu điểm của mình ở đây nếu như cộng cái mặt tiền đường trước là 81 m, còn cái mặt tiền cặp hông bên đây của mình là 22 m thì thanh chỉ tính một cái mặt tiền đường trước đây của mình là 81 m thôi. Còn nếu như cả nhà cộng cả cái mặt tiền cặp hông đây của mình thì sổ của mình thể hiện tới 103 m mặt tiền. Đó là một lô góc hai mặt tiền, nhà vườn trái cây, sổ đẹp, diện tích đủ và sổ sẵn thanh thấy phù hợp sẽ quay tổng thể để cả nhà mình cùng sở hữu. Dạ thì nãy giờ em có quay và di chuyển tổng thể diện tích mảnh đất nhà vườn cho quý cô chú anh chị của mình cùng theo dõi. Đến đây Thanh xin phép tạm dừng video. Hẹn gặp quý cô chú anh chị quý nhà đầu tư vào những video tiếp theo của Thanh nha. Cảm ơn cả nhà luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước bên em.